câu chuyện em sắp nói ra đây không biết anh chị chúng ta làm kinh doanh có gặp giống như em không ngày thường á bà con ngày bình thường nhiều khi em nằm cho co không ai điện thoại nhắn tin giống như nè hôm nay là mùng một tết tây tết dương lịch là ngày ăn chơi cầm cái ly lên chuẩn bị vô cái điện thoại tới nghe xong cái chuẩn bị uống cái tin nhắn tới liên tục như vậy <laughs> rất là vui nha ngày bình thường thì không ai liên lạc nhưng mà ngày lễ tết là bà con liên lạc để mua sắm cây trồng cây giống rất là nhiều giống như là ngày bình thường bà con ta đi làm hay sao mấy ngày anh gọi mấy mua mà ngày này thì lại là cái ngày em ăn chơi <laughs> bà con thấy chứ tám lon rồi đó tám lon vẫn còn ngon <cười> Cười lắm. nhiều khi mấy ngày này á cô chú anh chị mà có điện em lỡ không nghe máy hoặc là nhắn tin nó bị ngắn thì cũng thông cảm giúp em có thể là em uống bia uống rượu xỉnh sai rồi em không có nghe điện thoại được rồi không có thời gian nhắn tin nhiều khi mà em trên một chục lon là em ít trả lời tin nhắn với ngang thọ lắm tại vì khi đó mình nhiều khi mình nói chuyện nó không 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 có không gì ta nó không còn chuẩn nữa nôm na là lúc đó không còn chuẩn nên bà con không cảm á <laughs> chia sẻ vấn đề chắc nhiều anh em cũng gặp đặc biệt là uh, mấy ngày này thì anh em làm dịch vụ rồi phải phục vụ rồi còn nhân viên tụi em là làm cây giống thì có thể mấy ngày này còn nghỉ ngơi được. Một số trại em thấy cũng bán bình thường, nhưng mà riêng em thì mấy ngày lễ Tết em ít làm, đó. em nghỉ thư giãn mà con. Làm biết đầu óc nó cũng hơi mệt. <laughs> Rồi mến chúc gia đình chúng ta có ngày lễ Tết Tây thật là vui bên gia đình và bạn bè. Dạ máy bay.